nam siêu nhân. Mình đâu có đi diễn đâu ta. Nam nam siêu nhân. Ủa rồi hình anh cầm cái đĩa gì vậy? Đó rồi, nếu mà có hình mình là hồi nữa mình phải vô đây diễn hài. Ủa anh Văn Dũng hả? Chị đi đến sao chị Tiên? Nói chị Tiên. Thấy như thế nào chị Tiên? Cây em chị Tiên. 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 Nói chị thích em á. Ủa là chị nói gì vậy? Chị nói làm sao? Chị nói là chị không thích những người ngồi còn lại trong cái bàn này hả chị? Chị thích em rồi. Vợ chồng nó lấy máy bay với nhau đó chị. Trời đất. À bây giờ tụi mình cái gì vậy? Cái gì vậy? Hai người làm gì vậy? Ủa anh Chính. Ê chị sao? Ủa anh đi đâu đây? Anh đi đâu? Tôi kiếm thằng Tư. Ui thằng Tư nó đang tư. Tâm với con hai. Thằng Tư nè. Ủa thằng Tư. Ba má. Ủa con hai đi đâu vậy mày? Trời đất ơi. Ủa má sao gọi con hai? Ủa em ơi. Thôi chị Chính sao chị Chính gọi con hai như vậy? Mọi người bình tĩnh. Ủa, con hai mà. Ủa, ba ơi sao ba kêu má là dì hai? Ủa trời ơi. Nội, nội còn tỉnh táo không vậy? Mẹ, mẹ tỉnh lại đi mẹ. Trời ơi, con ơi, tôi là mẹ của cái tụi này ư, tôi đẻ bằng đường nào. Được rồi, chích thuốc đi mấy đứa ơi, bệnh như bữa nay bệnh lắm nha. Ok, bây giờ đó là bốn người nên tụi mình sẽ hát một bài. Vô. Vô. Thời gian trôi qua mong chỉ còn lại những kỷ niệm. Kỷ niệm thân yêu ơi, sẽ còn nhớ mãi tiếng thầy cô. Bạn bè nên thương ơi, sẽ còn nhớ những lúc tận hưởng. Để rồi mai ta bắt tao của bà mà. Còn tình yêu thiết tha, nhớ bạn bè, nhớ mãi chung sướng. Đặt bàn tay lên môi, giữ chặt chia nắng ngày nào. Đầu tháng sau đi mau, xin hãy ngừng trôi. Xin thời gian đó. Vẫn mãi luyến tiếc khi đã xa rồi. Bạn bè ơi, bạn đâu đây? Còn giọng nói tiếng cười, những nỗi nhớ niềm thương gửi cho ai? Nếu sao? Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy gì? Hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại. Cho bao gì? Cho bao khát vọng. Đam mê sao? Đam mê cháy bỏng. Nếu nụ cười sao? Người trên bờ môi và trong những kỷ niệm xưa.